cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư, trong khi chúng để chúng ta chờ đợi Đại Đức Pháp Tính xuống mà phòng. Đâu có máy, chắc bây giờ là sư còn ở trên chánh điện. Và kính chào sanh Việt về vào đạo tràng. Và trong đạo tràng có đồng ý cho Nhật Quỳnh thỉnh Pháp Sư trước không ạ? À? Hay là chờ đúng 7 giờ? Vinh Quách Thanh Lá ơi, Xích Răng Đông ơi, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Đồng ý phải không? Dạ, tại vì Nhật Quỳnh biết giờ sư còn, chắc sư còn ở trên chánh điện. Dạ, kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Bích Hà, dạ, năm. Ồ, có Tâm Phương trước máy nè. Tâm Phương ơi, Tâm Phương có thể thỉnh Pháp Sư không? Nếu được thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay Tâm Phương. Alo, alo. Mời mời một giọng quanh giang. Rồi, rồi. Ồ, vậy hả? Trời ơi, mừng quá. Dạ, thôi đi. À, rồi, mời Tâm Phương nha. Dạ, alo, dạ, alo. Dạ, con Tâm Phương, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ, trước hết là cảm ơn dì Nhật Huỳnh rất rất là nhiều. Dạ, kính cảm ơn dì bởi vì hôm nay Tâm Phương phải đi chợ trên đường đi, không thể nào thỉnh được. Em xin phép chị đã quan tâm đến Tâm Phương. Xin chị Nhật Huỳnh giúp dùm nghe. Ok, lần sau. Ok, thank you. Thank you. Dạ, xà thủ, kính cảm ơn Tâm Phương. Tưởng nào Tâm Phương đưa tay thỉnh Pháp Sư chứ. Dạ, kính lại cô tu nữ Tề Duyên về vào đạo tràng. Cô tu nữ Tề Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo, cô Tề Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Rồi, nếu mà cô nghe được âm thanh Nhật Quỳnh kính mời cô thỉnh Pháp Sư được không? Cho một tín hiệu luôn. Dạ, nếu được thì cô thay mặt đạo tràng thỉnh Pháp Sư. Hôm nay chúng ta sẽ đại được. Đại Đức Pháp Tính giảng dạy Di Diệu Pháp Sư khóc ngày hôm nay. Rồi, mời cô Tây Duyên nha. Dạ, sa thú lần thầy. Cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam Giá, Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Và bây giờ là giờ cung thỉnh Pháp Sư. Kính mời đạo tràng cùng tự nhiên cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Ma-sa-mu-ta-sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì. Đồng ở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nêm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không chịu lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ấm phổ cập,
đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thỉnh Ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng trí trí tuệ toàn. Dạ Nam Mô Bức Thầy nhá. Dạ con đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư vừa xong, và bây giờ kính cung thỉnh đại đức Phật tính từ bi hoan hỷ thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay. Dạ không biết đại đức Phật tính có nghe âm thanh của tỳ yên không ạ? Dạ đã thấy tín hiệu của đại đức Phật tính. Dạ kính mừng kính dân Phật tính sư. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được vừa rồi đã học về tới tội quyền. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì đã hai ngày chúng tôi không có uống cái thuốc của bệnh viện cho về cái bị đái tháo đường, tiểu đường. Hai ngày chúng tôi không có ngưng thuốc. Chiều nay thì thấy nó mệt, không biết là nó như thế nào. Nhưng mà khi mà hai ngày chúng tôi ngưng thuốc là do những ngày trước chúng tôi thử, sáng nào chúng tôi cũng thử đường, mà sáng nào cũng thử đường nó khoảng chừng năm chấm mấy, mà có nghĩa là nếu mà tính theo cái miligam đó thì nó dưới 100, với là dưới 100, tính ra chấm của nó thì là 5 chấm mấy đến 6 chấm thôi. Chúng tôi ngưng 2 ngày thuốc rồi, không có uống thuốc nữa, không có uống thuốc của bệnh viện cho nữa. Thì đường nó lên tí xíu, nó lên tí xíu là 6 chấm, 6 chấm, 6 chấm, 6 chấm 5. Chắc có lẽ chúng tôi nghĩ rằng mình không phải là bị đường đâu. Dạ, 6 chấm 5, nhưng ngày thuốc đầu thì nó 6 chấm, ngày sau thì nó 6.5. Dạ, thành ra uống thuốc nó mệt quá quý vị. Thật sự ra uống thuốc tây bệnh do con mắt, rồi uống thuốc tây do mình đi tiểu đường đó, nó đừ lắm quý vị. Dạ, nhà có uống cái cây lá bợ đó, nhà cây lá bợ đó, chúng tôi nghĩ chắc là phải tìm thuốc nam thuốc bắc uống chứ, nhà uống thuốc tây nó chịu nổi vì nó nóng trong người quá. Nhà ngày hôm nay đúng ra chúng tôi cũng mệt, nhà cũng còn mệt, nhưng mà thật sự ra đó thì thấy không lên sinh hoạt ở trong room đó, và không lên sinh hoạt ở trong room đó, thì thấy nó có tiếc tiếc quý vị. Một tuần có một ngày chủ nhật, nhà một ngày có một tuần một tuần có một ngày chủ nhật là sinh hoạt ở trên room thôi, nhà mà không lên sinh hoạt đó thì cảm thấy nó hơi tiếc tiếc. Do vậy là chúng tôi cố gắng, và chúng tôi cũng coi lại cái bài ngày hôm nay đó, thì chúng ta còn có ba quyền nữa là chúng ta cũng kết thúc 22 quyền đó. Thành ra chúng tôi cố gắng lên để mà chia sẻ với quý vị. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái bài học ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutan Pavantan Apiwa Demi
So kato bhagavata tammo tammang namassami Suppatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami Lokassa nathang varabhuttamahang Bhuttang chak thamman chak bhat namami sanghang Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng. Và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, còn cảm ơn Phật tử Minh Thành. Thật sự ra cũng muốn đi, thật sự ra thì con cũng muốn đi vô trong phòng mở máy lạnh lên nằm nghỉ lắm nhà, nhưng mà thấy không biết sao đó, thấy nó cảm thấy nó tiếc tiếc với cái thời gian nhà, nó tiếc tiếc với cái thời gian sinh hoạt ở trên trên rung. Thôi con nghĩ rằng kệ con, còn có duyên thì sẽ đóng góp đến tất cả các vị, chứ thì bây giờ bị nằm nghỉ thấy nó cũng hơi kỳ kỳ. Dạ. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta học đến cái quyền thứ 20 là vị tri quyền. Vị tri quyền, vị tri quyền này đó có nghĩa là khi mà chúng ta và xa thú thì tội vị tri quyền thì chúng ta thấy rằng nó có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là nó biết cái điều chưa từng biết, nó biết cái điều chưa từng biết nên gọi là vị tri quyền. Vị tri quyền có nghĩa là biết cái điều mà chưa từng biết. Biết cái điều chưa từng biết á, là ám chỉ cho cái gì quý vị? Chỉ có Niết Bàn. Cái Niết Bàn á, là chúng ta, là cái điều chúng ta chưa từng biết thôi. Thật sự ra đó, mình học lại, mình coi lại ở trong, dạ cảm ơn Tiểu Lạc Lê. Thật ra mình coi lại ở trong những cái bài kinh khác đó, Đức Phật nói cho chúng ta nghe đó, là coi như là đối với tất cả chúng ta đó, ở trong cái quá khứ, cái dòng sanh tử luân hồi, chúng ta đã nhìn biết bao nhiêu cảnh sắc, chúng ta đã từng ở biết bao nhiêu cái địa vị, chúng ta từng biết được rất là nhiều điều ở trong quá khứ. Tại bây giờ ở trong cái đời sống này đó, mình làm thường dân mình không biết, chứ thật sự ra cũng có những cái kiếp quá khứ đó, chúng ta cũng đã từng làm vua rồi, chúng ta đã từng làm những ông hoàng, hoặc là những bà chúa rồi, hoặc là đối với trộm cướp, hoặc là thợ săn, vân vân. Trong cái dòng sanh tử luân hồi này, những cái điều đó chúng ta đã trải qua hết rồi, nhưng mà do là chúng ta bây giờ chúng ta duyên lành, chúng ta tu tập nó chưa có đủ, thành ra chúng ta chưa có túc mạng thông, không đắc được túc mạng thông. Chúng ta không có nhìn được những cái kiếp quá khứ của chúng ta. Thành ra chúng ta tưởng rằng là những cái cuộc sống phương giả, những bước chân mà đi trên nhung lụa, hoặc là đi với những cái buổi chiều mà đau thương vân vân, chúng ta tưởng là chúng ta chưa từng có. Nhưng mà thật sự ra là chúng ta đã trải qua những cái điều đó hết rồi. Chỉ có cái Niết Bàn, chỉ có cái trạng thái của Niết Bàn, cái trạng thái tịch tịnh của Niết Bàn là chúng ta chưa từng biết thôi. Chỉ có cái điều này là chúng ta chưa từng biết thôi quý vị. Còn ngoài ra đó, mình đọc ở trong kinh tạng rồi, mình biết rằng là ngoài cái Niết Bàn ra đó, thì tất cả những gì ở trong thế gian chúng ta đã từng nếm qua hết rồi. Cái cuộc sống vương giả, hay là cái cuộc sống cực khổ, cái cuộc sống đau thương gì đó, hoặc là những cái cảnh sắc nó tuyệt trần, kiệt tác gì cũng vậy, chúng ta đã từng nếm qua hết rồi. Đó, chỉ có cái hương vị của Niết Bàn chúng ta chưa từng nếm qua thôi. Thành ra đó mới nói
cái đương tri vị tri quyền, hay là chúng ta gọi tắt là vị tri quyền, vị tri quyền có nghĩa là chúng ta biết cái chưa từng biết, có nghĩa là chúng ta cái điều nào mà chúng ta chưa từng biết, đó là cái trạng thái của Niết Bàn. Lần đầu tiên chúng ta biết, lần đầu tiên chúng ta biết thì cái biết đó gọi là vị tri quyền. Vậy thì vị tri quyền này, nó cái nhiệm vụ nó là như thế nào? Nó sẽ cai quản làm cho những cái pháp đồng sanh cùng hiểu biết những cái gì mà chúng ta chưa từng biết. Đó có nghĩa là những cái pháp, những cái tâm sở nào mà nó sanh chung ở trong cái tâm đạo, những cái tâm sở nào mà nó sanh chung ở trong tâm đạo, lúc này á, cái vị tri quyền này á, nó sẽ làm, nó sẽ cai quản, nó có quyền làm cho những cái pháp này hướng đến cái trạng thái an lạc, hướng đến cái trạng thái an lạc của Niết Bàn. Đó, thành ra chúng ta gọi là vị tri quyền. Đó. Vậy thì có nghĩa là lúc này á, là do cái trí của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta đó sanh lên, chúng ta biết cái pháp chúng ta chưa từng biết, thấy cái pháp chưa từng thấy, chứng đạt cái pháp chứng đạt, hiểu cái pháp chưa từng hiểu. Đó, quý vị tu tập đó, có cần ai nói quý vị là thánh sơ đạo, thánh tu, chính vì chúng ta học cái chỗ thì chúng ta biết quý vị đó. Đó thì bây giờ quý vị biết chứ không thấy nào mà chứ một cái vị không cho quý vị là đạo vị đạo gì đó không cho mình được hết động. Lúc đó chúng ta lấy cái trạng chúng ta nhận rồi, chúng ta biết cho chúng ta trí tuệ của ta sanh lên, chúng ta đoạn trừ được hoài nghi, đoạn trừ được tà kiến, đoạn trừ được giới cấm thủ, thành ra ở đây gọi là bậc thánh tu đạo quả, gọi là bậc thánh tu đạo quả. Đó chứ không thể nào mà một người nào đó rồi người ta phong đó cái ông đó là ông đắc được sơ quả rồi đó, thì cái điều đó nó không có. Cái điều này là không có ai phong cho mình hết, do mình tự mình chứng ngộ đấy. Đó cũng như đối với cái trạng thái mà khi mà chúng ta tu tập, chúng ta được cái trạng thái an lạc ở trong tâm, thì chúng ta biết tâm của mình có được cái sự an lạc không, tâm mình có được cái sự định tĩnh không. Rồi khi mà mình chứng đắc được những cái tầng thiền thì tự động chúng ta cảm giác, chúng ta cảm nhận được là bây giờ ngay trong tâm của mình không có dục tham, dục cái đó là có nghĩa là dục tham, rồi không có sân độc cái không, vân vân. Lúc đó tự tâm của chúng ta quán xét và tâm của chúng ta sẽ biết rằng là hiện giờ tâm chúng ta không có tham, tâm chúng ta không có sân, tâm của chúng ta không có hoài nghi, tâm của chúng ta không có hôn trầm thiện niên, tâm chúng ta không có bị cái sự trạo hối. Là lúc bấy giờ là do cái tâm của mình tự động cái tâm của mình nó có thiền hay là nó không có thiền thì tự cái tâm của mình biết, chứ không thể nào mà một người phong cho mình được hết. Đó, thành ra khi mà chúng ta học về cái gì đó thì chúng ta mới hiểu rằng là đắc biết được của cái trạng này xa chưa từng biết. Đó,
mình nhé. À, ngày con đánh nhá, vì ngày con đánh như là trừ được cá thì đã ngờ. Dạ, quý vị nghe lại chưa? Quý vị nghe lại chưa? Alo, dạ. Rồi, rồi, cảm ơn quý vị. À, cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, vậy thì chi pháp của vị tri quyền này là sở hữu trí trong tâm sơ đạo. À, chi pháp của vị tri quyền là sở hữu trí trong tâm sơ đạo. Và xà thú là sở hữu trí trong tâm sơ đạo. Rồi, vậy là chúng ta xong cái phần vị tri quyền. À, kế tiếp là dĩ tri quyền. Kế tiếp là dĩ tri quyền. Dĩ tri quyền. Dạ, đúng rồi, xa thú. Dĩ tri quyền ở đây á, có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là chỉ cho cái trí hiểu rõ Niết Bàn mà đã từng biết. À, nhờ cái dĩ tri quyền này á, có nghĩa là chỉ cho cái trí tuệ, là cái trí tuệ của người đó, là cái vị đó, cái trí của cái vị đó hiểu rõ được là cái trạng thái của Niết Bàn mà mình đã từng biết. Vậy thì ở đây tức là ám chỉ cho cái trí tuệ là trong sáu tâm siêu thế, là trí tuệ trong sáu tâm siêu thế. Đó, sáu tâm siêu thế này, sáu tâm siêu thế này thì mình trừ ra cái gì quý vị? Trừ ra sơ đạo, mình lấy sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả. Đó, chúng ta rồi đến tứ đạo. Đến tứ đạo thôi. Đó, phải không? Người điểm lại coi. Người điểm lại coi. Phải không? Vậy thì dĩ tri quyền này chỉ cho, có nghĩa sáu cái tâm, sáu tâm siêu thế này á, là tâm sơ quả nè. Không, tâm sơ quả nè, tâm nhị đạo nè, nhị quả nè, rồi tam đạo nè, tam quả nè, rồi đến tứ đạo là sáu. Thì cái chi pháp của vị tri quyền là sở hữu trí ở trong tâm sơ đạo. Đó, bây giờ thì vậy ngay chỗ đó mình không có lấy được nữa rồi. À, bắt đầu mình chỉ lấy sơ quả nè, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo. Đúng rồi. Đó, chúng ta lấy vậy đó. Đó, dĩ tri quyền đối với các pháp là tác chứng, được hiểu, được thấy, được thông suốt, được chứng đắc, là được hiểu rõ. Đó, như vậy á, gọi là dĩ tri quyền. Dĩ tri quyền. Vậy thì chi pháp của dĩ tri quyền là sở hữu trí, là sở hữu trí trong sáu tâm siêu thế. Trong sáu tâm siêu thế. Rồi, mình nói vậy là mình biết rồi ha. Mình nói vậy là mình biết sáu tâm siêu thế đó là tâm nào rồi. Mình chỉ cần nói vậy thôi là mình biết sáu tâm siêu thế đó là tâm nào rồi.
Rồi bây giờ mình bước qua cái cuối cùng là cụ tri quyền. À, cụ tri quyền. Cụ tri quyền. Cụ tri quyền có nghĩa là cái gì? Cụ tri quyền có nghĩa là trí mà sanh ở trong tâm A-la-hán quả. À, có nghĩa là trí sanh ở trong tâm thánh quả đó, A-la-hán quả. Vậy thì cụ tri quyền này á, nghĩa là hiểu biết trọn vẹn luôn. Bây giờ hiểu biết trọn vẹn luôn. Đó, hồi nãy là coi như là dĩ tri quyền, mình biết cái đã từng biết. Đó, còn bây giờ cụ tri quyền có nghĩa là hiểu trọn vẹn cái đã từng biết rồi. À, hiểu trọn vẹn cái đã từng biết. Cụ tri quyền. Cụ tri quyền có nghĩa là hiểu rõ trọn vẹn cái từng biết. Cái từng biết ở đây là phải hiểu là cái niết bàn đó, cái trạng thái của niết bàn đó. À, chứ không phải là từng biết những cái cảnh này cảnh kia không đâu. Đó. Rồi. Vậy thì vị tri quyền là biết cái chưa từng biết. Dĩ tri quyền là biết những cái đã từng biết rồi. Hiểu rõ cái những cái mà mình đã từng biết. Rồi cụ tri quyền là biết trọn vẹn, biết trọn vẹn cái mà mình đã từng biết. Đó, cụ tri quyền hiểu biết trọn vẹn cái đã từng biết. Đó. Rồi, vậy thì chi pháp của cụ tri quyền. Cụ tri quyền là sở hữu trí trong tâm A la hán quả. Sở hữu trí trong tâm A la hán quả. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta gom lại, chúng ta gom lại ha, là coi như là ở trong cái ở vậy là chúng ta đã học đủ 22 quyền. Chúng ta đã học đủ 22 quyền rồi. Bây giờ chúng tôi gom lại giùm quý vị. Ở trong 22 quyền đó, chúng ta có 10 quyền á là vô ký. 10 quyền nó thuộc về vô ký. 4 quyền á thì nó có thể nó là thiện, có thể nó là vô ký. Rồi 6 quyền á có thể là thiện, có thể là bất thiện, có thể là vô ký. Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta trong 22 quyền này có 10 quyền vô ký. 10 quyền. Bây giờ chúng ta ghi là quyền mười quyền là vô ký đó là hai chấm. Mười quyền vô ký đó, mười quyền vô ký chúng ta ghi hai chấm đi. Đó là bảy sắc quyền, bảy sắc quyền ký. Bảy sắc quyền vô ký. Bảy này, bảy sắc quyền này là cái gì? Quyền nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nữ nam. Nữ với nam thôi à. Đó,
Không, không có mạng quyền nha, không có mạng quyền nha quý vị. Bảy cái sắc quyền nha. Bảy cái sắc quyền, bảy cái sắc quyền thôi. Bảy bảy ở trong cái mà vô ký á, à, tại vì ở trong cái mạng quyền á, mạng quyền á thì nó không phải, nó không phải là vô ký quý vị. À, nhãn quyền nè, nhĩ quyền nè, tỷ quyền nè, thiệt quyền, thân quyền, mạng thân quyền thôi, thân quyền thôi, à, dưới nam quyền, nữ quyền, à, nữ quyền, nam quyền, và dạ, đúng rồi, nhãn, đó đúng rồi, rồi cái đó nó thuộc về vô ký rồi, rồi lạc quyền, vũ chi quyền, lạc quyền, khổ quyền, cụ chi quyền, đó mấy cái quyền này là nó nhất định vô ký, nó thuộc về vô ký. Rồi. Còn ưu quyền thì sao quý vị? U dạ. Bảy cái sắc quyền rồi phải không? Rồi đến lạc quyền là 8, khổ quyền là 9, cụ tri quyền là 10. Lạc quyền, khổ quyền, cụ tri quyền. Cụ tri quyền vô ký. Nha, yeah, đúng rồi. Này nó hơi rối, nhưng mà khi mà mình biết là mình nhớ là nó hết rối à. Nha. Yeah. Còn giờ mà mình sợ thì nó mình không dám vô nó thì càng ngày nó càng rối nữa. Rồi, ưu quyền á thì ở trong đây nó có ưu quyền này là nó thuộc về bất thiện. Nha. Yeah. Nó thuộc về bất thiện. Ưu quyền. Nó thuộc về bất thiện. Ưu quyền á nó nhất định là nó sẽ sanh ở trong hai tâm sân, nên nó nhất định là bất thiện. Đó. Còn vị tri quyền có nghĩa là vị tri quyền thì nó thuộc về thiện, nó thuộc về thiện nha. Vị tri quyền tâm thiện siêu thế, vị tri quyền hồi nãy sanh ở trong tâm đạo, tâm đạo thì tâm đạo còn gọi là tâm gì quý vị? Tâm thiện siêu thế, vị tri quyền là thiện. Rồi còn tính quyền nè, niệm quyền nè, tuệ quyền nè, dĩ tri quyền, tính quyền, niệm quyền, tuệ quyền, dĩ tri quyền. Bốn cái quyền này á, nó có thể là thiện, nó có thể là vô ký. Nếu mà nó sanh ở trong tâm thiện thì nó thuộc về tánh thiện. Nó sanh ở trong tâm vô ký thì nó thuộc về tánh vô ký. À, rồi tính quyền, niệm quyền, tệ quyền và dĩ chi quyền có thể là thiện, có thể là vô ký. Tính niệm tệ lại mình dịch tắt giữ người ta. Tính niệm tệ dĩ chi quyền, đúng rồi, bốn quyền này có thể là thiện, có thể là vô ký. Hãy mà nó sanh trong tâm thiện thì nó thuộc về tánh thiện, mà nó sanh ở trong tâm vô ký
thì nó thuộc về vô ký đó. Rồi rồi bây giờ chúng ta còn lại, chúng ta còn lại là thủy quyền nè, xã quyền nè, mạng quyền nè, ý quyền nè, tấn quyền nè, định quyền nè. Đó. Đó thì cái sáu quyền này ghi ra đi. Ghi ra đi sáu quyền này nè. Thủy quyền nè, xã quyền nè, mạng quyền nè, ý quyền nè, tấn quyền nè, định quyền nè. Thủy quyền, xã quyền, mạng quyền, rồi ý quyền, tấn quyền. Sáu cái quyền này đó, quý vị coi coi, nó ở trong tâm bất thiện nó cũng có nè. Nó ở trong tâm bất, trong tâm bất thiện nó cũng có nè, trong tâm thiện nó cũng có nè, ở trong tâm vô ký nó cũng có nè. Vậy thì sáu quyền này có khi sanh ở trong tâm thiện, có khi sanh ở trong tâm bất thiện, có khi sanh ở trong tâm vô ký. Thành ra sáu quyền này có thể là thiện, có thể là bất thiện, có thể là vô ký. Đó thủy quyền, xã quyền, mạng quyền, ý quyền, tấn quyền, định quyền. Đó thì mình coi ở trong những cái tâm, những cái tâm, tâm bất thiện, rồi tâm bất thiện, rồi tâm thiện, rồi tâm vô ký. Đó coi coi có những cái này nó sanh trong đó không. Có thành ra có khi hễ mà nó sanh ở trong đâu thì mình kêu tên nó ở trong đó, mình kêu tên nó theo cái đó. Rồi rồi chỉ còn có vị chi quyền, dĩ chi quyền, cụ chi quyền là thuộc về siêu thế thôi. Ba quyền này là thuộc về siêu thế. Ba quyền này là thuộc về siêu thế. Vị chi quyền, vị chi quyền, dĩ chi quyền, cụ chi quyền là thuộc về siêu thế. Siêu thế nè, biết cái đã chưa từng biết nè. Siêu thế, đúng rồi. Rồi còn lại là mạng quyền nè, ý quyền nè, tính quyền nè, tấn quyền nè, niệm quyền nè, định quyền nè, tuệ quyền nè, lạc quyền nè, hỷ quyền nè, xã quyền nè. Thôi giờ ghi lại từ từ nha. Mạng quyền, ý quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, lạc quyền, hỷ quyền, xã quyền. Mạng, ý, tính, tấn, niệm, định, tính, tính, tấn, niệm, thiếu định ha, thiếu cái định, thiếu cái định á, và gắn thêm cái định nữa. Mạng quyền, ý quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, tuệ quyền, lạc quyền, xã quyền, mạng quyền, ý quyền, tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tính, tấn, niệm, định, tuệ. À, đúng rồi, tính, tấn, niệm, định, tuệ. Mạng quyền, ý quyền, hỷ quyền, xã quyền. Rồi, đủ 10 rồi. Mạng quyền, tính, ý quyền, tính, tấn, niệm, định, tuệ. À, xã quyền, đúng rồi.
Đó, rồi. Vậy thì 10 quyền này á, có khi là siêu thế, có khi là hiệp thế. À, có khi là siêu thế, có khi là hiệp thế. Thì mình coi lại coi những cái chi pháp này có khi nó sanh ở trong tâm, có khi nó sanh ở trong tâm hiệp thế cũng có. À, có khi nó sanh ở trong tâm siêu thế cũng có. Thành ra mình gọi nó là quyền ở ở hiệp thế, quyền ở siêu thế đều được. Cái này là mình gom lại, có nghĩa là bây giờ nói theo cái khía cạnh nào, là mình nói theo cái khía cạnh hợp thế, hiệp thế cũng được mà siêu thế cũng được. Mình mà nó thuộc về tánh thiện, tánh bất thiện, tánh vô ký cũng được. Nó có nghĩa là mình làm như vậy đến chi quý vị, để mà mai mốt mà quý vị mà có duyên á, quý vị học ở trên cao học á, thì người ta chỉ gom chung lại thôi những cái quyền nào mà thuộc về quyền siêu thế, những cái quyền nào mà sanh ở trong tâm siêu thế, thì lúc đó chúng ta chỉ đọc qua thôi, chúng ta không có cần phân tích lại nữa. Đó, mà cái cách này á, thì cũng làm cho cái tâm của chúng ta giống như là cái cục bột nha quý vị. Giờ mình muốn nắn nó thành mà cái tánh bất thiện, tánh thiện, tánh vô ký cũng được. Mà giờ cái cục bột này mà mình muốn nắn nó theo hiệp thế hoặc là siêu thế cũng được. Đó, thì nó làm cho cái tâm của mình, nó làm cho cái tâm của mình nó cũng như là được, mà nó được nhồi nhét gì đó, nó được nhồi nhét, nó được dẻo, nó được, mình muốn nó theo cái hình nào cũng được, theo cái hình hiệp thế cũng được, theo cái hình siêu thế cũng được, mình phân ra được hết. Đó, ở đây thì có cái chính cái quyền, chính cái quyền này là nó nằm ở trong hiệp thế, chắc chắn là nó sẽ nằm ở trong hiệp thế. Đó là bảy cái sắc quyền là hồi nãy chúng ta đã biết rồi. Rồi khổ và u, khổ và u thì nó nằm nó là chúng ta gọi là chính quyền hiệp thế. Bảy sắc quyền cộng với khổ quyền và u quyền. Chính quyền là hiệp thế, hai chấm, bảy sắc quyền cộng với khổ quyền và ưu quyền. Khổ quyền và ưu quyền. Rồi, đó, vậy là chúng ta đã học xong 22 quyền rồi. Này thì có dịp nào mai mốt thì chúng ta, nói chung là chúng ta còn học vi pháp là nó còn quay lại à. Quý vị yên tâm, không có sao hết. Rồi bây giờ chúng tôi xin được kết thúc buổi học hôm nay, sớm được chút đỉnh ha, sớm được 10 phút nha. Và với cái phần phước này xin và với cái phần phước này xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là chư thiên vua trời, với tích chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị thân vua càng và quỷ a la, chúng sanh giả sa, những chúng sanh mặt quốc tài, thiên chúa thiên dương, chư vị tổ đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp trong hiện tại này, mong các vị hưởng được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thầy Nhã. Dạ, sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thai. Dạ, cảm ơn ơi, có chức máy không? Nhật Quỳnh không thấy, cảm ơn nên Nhật Quỳnh đành cầm mít. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thường tọa minh hạnh từ bi phúc trước cho đạo tràng ạ. Con kính nhân mít tính sư ạ. Dạ, Như Quỳnh mới thấy tín hiệu của
Đang đọc, dạ con cung thỉnh đại đức Pháp Tính ạ. Sư có thể chúc phúc cho đạo tràng. Hiện tại không có thượng tọa Minh Hạnh trong đạo tràng, con kính dâng bích đến đại đức Pháp Tính. Bhavatu sapa mangalam rakkhantu sapa devata sapa bhutanupavena sarasvati bhavantute bhavatu sapa mangalam rakkhantu sapa devata sapa dhammanupavena sarasvati bhavantute bhavatu sapa mangalam rakkhantu sapa devata sapa sangha nupavena sarasvati bhavantute. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, yeah, sa thu làm thầy và thay mặt đại chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Pháp Tín từ bi hoan hỷ quan lâm đạo tràng để thuyết giảng vi diệu pháp sơ cấp đến hàng Phật tử chúng con, để hàng Phật tử chúng con học hiểu hành theo đến được sự lợi ích và sự tiến hóa. Kính tri ân đại đức Pháp Tín. Hoa thần à, xin được mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng. Ya devata santi viharani tupe kare bodhi kare tahing tahing ta thammadane na pavantu pujita sotting karonte ta vihara mandale thera jamachana vaka japhi kavo sarami kadana pati upasaka kama jade sani kama jai saram sapana puta sukhita pavantu te chala bujaye pijanda sampawa sangseda jata tawo papatika niyani kang thamma varang pati jate sabbe apidukha sakaron tu sangkhayang tatu cirang satang thammo thamma taraja pukala sangho ho tu samako va athaya ja hitaya ja amherakatu satthammo sabbe pidhammacarino Uthing sampa punaya ma dhamma ariya pavedite. Chúng con thành tâm hồi hướng phước thiện thanh cao này đến những ân nhân đã quá vãng như tổ tiên, thầy tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, bè bạn từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ. Xin quý vị hoan hỷ thọ hưởng phần phước thiện thanh cao này của chúng con, đồng nhau cả thấy cầu mong quý vị giải thoát mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Chúng con cũng thành tâm chia phần phước thiện thanh cao này đến những ân nhân còn sống, như ông bà, cha mẹ, thầy tổ, anh chị em, con cháu, bà con, thân bằng, quyến thuộc, bè bạn. Mong quý vị hoan hỷ thọ hưởng phần phước thiện thanh cao này của chúng con đồng nhau cả thấy cầu mong quý vị thân tâm thường được an lạc, tiến hóa trong mọi thiện pháp. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật pháp trong rùm pháp cú kinh chuyên đề ngày hôm nay sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam trở lại rùm pháp cú kinh để chúng ta sinh hoạt Phật pháp như thường lệ, hòng mong được sự an vui và sự tiến hóa. Nam mô Phuttaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính chào tạm biệt và con xin được đóng rung.